Để các bạn thì buổi sáng hôm nay là sáng sáng chủ nhật, hôm nay là 26 tây các bạn. Các bạn thì hôm nay câu nông ba xê nhiều các bạn, thì cũng mười mấy cân. Chuẩn bị chưa cá, cái đỏ, cái màu đỏ của anh nha. Ui, anh này không có chỗ cắm đây. Không chỗ à? Ui giời, tưởng là anh không cắm cơ. Thôi anh cắm thôi. Anh đang không có chỗ cắm cần đây. Kéo chưa? Cây đỏ dính cá chưa? Cá đây. Đây các bạn, được một con rồi các bạn. Cây đỏ còn cá không? Mày vào chung vô ảnh người ta quay văn. Nào. Đâu rồi? Mày bớt chạy đi. Em dứt sậy không chửi nữa. Đây. Ờ vợt để mày ngon hơn chứ. Lòng lỗ mày. Dũng tao chơi bươi không à? Thôi rồi rồi rồi. Tôi lo cả ngày đi qua vô kìa. Của em. Ê, lôi ra. Tôi qua đấy. Từ. Tôi lên để dướng. Tôi lên để nó bung á. Cái sau này nước sâu thế. Chưa, anh phải kéo nó lên chứ. Của béo 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 mưa. Đâu? Bây giờ thì giờ đã được con này có bươi ri nha các bạn. Bây giờ mình đo nó thử. Con số nào bên đây? 90 bên đây. Rồi, dỡ cân khoảng đó. Đây các bạn, thì con này được dài 90 các bạn. Con này được bươi ri rồi. Giờ đây mình cân thử cho nó được bao nhiêu ký. Cái cũng là sảy rồi. Cần bây giờ lấy là cân. Rồi sao ra ngoài trước đây. Con này được à, để từ từ nó ngưng đây. Con này được 5,3 các bạn. Thấy sao không? Sáng quá. Thấy sáng không? Sao lại sao? Bên này còn tối hơn. Đứng xa xa là lấy nguyên cái cảm ơn. Ok.
à, 5,3 các bạn. Con này được 5,3. To. 90 các bạn. Giờ thấy rõ. Ok. Nét luôn. Ok, cảm ơn nhiều. À, đã được bươi đi các bạn. À, này 90. Ok, sắt luôn rồi, ăn luôn ơi. Sắt ăn. Rồi, xuống. Các bạn, mấy bữa sảy. Sáng này cũng sảy hết con rồi các bạn. Giờ khóa một lần qua cái khóa luôn. Khóa được 3 cái luôn cho chắc cú.